cảm ơn Chúa. Lời chính của anh Nguyên thật khích lệ. Chúng ta biết rằng dù bất cứ quốc gia nào, mỗi con người của chúng ta đều cần Chúa Giêsu. Nếu không có Chúa Giêsu trong đời sống của mình thì thật là vô nghĩa. Cảm ơn Chúa có bao nhiêu người vẫn còn cần cái tình yêu đó cho đời sống của mình. Xin Chúa đặt để tình yêu đó trong lòng của mỗi chúng ta trong buổi tối hôm nay qua lời làm chứng của anh Nguyên, để chúng ta có thể yêu thương những linh hồn hư mất đó. Chúng ta make a trip to Việt Nam hoặc là Mã Lai hay bất cứ nơi nào mà đồng bào Việt Nam của chúng ta đang rải rác ở khắp nơi trên thế giới này. Xin Chúa đổ tình yêu của Chúa trong lòng của anh chị em chúng ta buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa về sự chết của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài chết cho mỗi chúng ta. Ngài cho chúng ta trở nên làm con của Ngài, làm con yêu dấu của Ngài. Tình yêu của Chúa thật là lớn lao cho mỗi đời sống chúng ta. Tình yêu của Chúa không bao giờ qua đi và cũng không bao giờ cũ cho đời sống của mỗi chúng ta. Và đó cũng là một trong những ý nghĩa mà Hội Thánh Truyền Giáo cũng sẽ muốn tôn vinh Chúa và trình bày qua bài hát Tình Yêu Lớn Lao. Xin mời các bạn. Bye.